Đi dọc đường mình gặp cái chỗ bán này, con bán này, con này con quy em. Này cả nhiều ký không con này? 6 cái máy dữ dằn hết à? Cắn rồi hả? Vậy hả? Cái này bán làm ký nhiêu em? Cái này đây bán ký 450 quy. Đó, quy gọi quy vàng hả? Nè, nếu người ta mua về ta nuôi hay sao đó? Ví dụ người ta muốn nuôi thì nuôi, ta muốn thịt thì ta ăn. Vậy đấy hả? Giờ cái này em cũng mua người ta đấy hả? Dạ. Lương hả? Lương nhấp cho cái gì? Lương. Con quy vàng thì có hoa văn. Hoa văn luôn hả? Hoa văn bông sen. Cái kia đó là con quy. Ủa con rùa nó không có gì hả? Con rùa không có cái đó. Quy là mới có gì thế hả? Cái bông sen là cái dấu này đúng không? Rùa nó liền hả? Hoa văn cánh sen không? Quy này nó có hoa văn bông sen cái gì? Rùa là không có mấy cái hoa văn này phải không? Đúng rồi. Rùa đen ha. Kìa quá. 6 ký mấy? Mình này đấy ha. Còn con rùa là đen thôi đấy à. Vậy ha. Cái này mua ở đâu? Đó mà mấy người ta đặt giống dính. Dính dính luôn hả? Thứ gì đó hả? 450 ký cũng như là 6 ký, cũng như con này gần 3 triệu rồi ha. Đâu con này bán 2 triệu 2 à. Mua con bán 2 triệu 2 à. Mua con 2 triệu 2 à. Cắn không? Nó đói nó cắn à, còn nó không đói nó cắn. Mà cắn chắc tay mà chắc nước tay luôn đó. Đúng không? Cắn dính à. Ghê ha. Nó bỏ đói nè, nó cắn rồi nó đói. Ghê quá ha. Ghê thiệt. Cảm ơn em ha. Quy quý vị. Em này bán lương nữa nè. Ủa này lịch thôi lương em. Lương hả? Bán hai loại em. Giờ này bán hai thứ. Rồi. Đi dọc đường mình ghé mình quay quy gì. Quy cho bà con xem cho vui nè. Biết nè. Đó. Nà giờ mình cũng mới biết quy thôi. Giờ mà đâu có hoa văn ha. Con này cũng đâu có bự hơn con nãy đâu. Vậy hả? Cũng quy luôn ha. Bự hơn chút xíu không? Bự hơn nhiều. Vậy hả? Con kia 7 con này 10. Ủa này mấy ký? Con này không có căng nhưng mà bự với mờ cả đuôi cái lồng nó biết. Thấy vậy là bự đó ha. Cái lồng kia nó nhỏ ha. Nó rút lại ha. Dạ. Dạ nó bò kìa cái đầu nó kìa. Cái đầu kìa. Thế giờ có mắt nó kìa, giờ mắt nữa. Kiếm đường đi kìa. Kiếm đường đi.